Vâng, xin chào mọi người. Thì ngày hôm nay Trung Kiên xin hướng dẫn lại một lần nữa về cách lấy bánh tiếng ở trên cái XBS 10. Thì khi chúng ta mua một cái đờn mới về, chúng ta sử dụng bánh tiếng như thế nào? Thì chúng ta sẽ bật bánh tiếng lên bằng cách ấn vô đây một lần là nó sẽ chọn chế độ Favorite là bật bánh tiếng lên. Thì trong một bánh tiếng chúng ta có 10 tiếng từ số 0 cho đến số 9. Đó. Thì bây giờ chúng ta có thể là chọn số 0 tiếng đó, hoặc là số 1, số 2. Rồi bây giờ để là chúng ta chuyển qua banh tiếng khác, chúng ta ấn banh, ta chọn banh tiếng. Rồi xong khi đó chúng ta lại chọn tiếp vị trí số 0 đó, hoặc là số mấy trong một banh tiếng đó, ta chuyển banh khác, ta ấn banh chọn số 5, bánh 5. Rồi bây giờ chúng ta để sử dụng cái chatbot thì chúng ta phải nhấn giữ vào đây, nhấn giữ chatbot rồi chúng ta chọn cộng hoặc là trừ. Đó. Đó, ta trả về bằng cách ta ấn giữ hai này. Trả về vị trí 0. Còn đây là chồng tiếng, chẳng hạn như chúng ta chọn một tiếng này rồi, chọn một tiếng đơn, ví dụ như khi chúng ta làm tiếng thì chúng ta phải tắt cái bàn tiếng này đi. Ở đây lưu ý là khi mình bật một lần thì nó là chế độ bàn tiếng là Favorite, ta bật lần thứ hai là chế độ Numeric, chúng ta chọn số, chẳng hạn như vị trí trong một cái folder này chọn vị trí số 1 hoặc là 12. Đó, lúc nào ta ấn Enter nó sẽ là vị trí 12 trong. Ta tắt đi, ta bật lần nữa nó sẽ về chế độ bánh tiếng. Rồi. Ở bên phần bút tranh tôi có làm, chẳng hạn khi chúng ta chuyển về vấn đề chung mono, khi chúng ta vút lộn, chẳng hạn như son thứ nhưng mà chúng ta vút lộn la thứ đó, nhưng mà chúng ta vút lộn vô la thứ thì chúng ta đập nhẹ tay nó sẽ mút đi liền, hoặc như vậy ta bấm lộn la thứ, ta bấm về son đó. Rồi về vấn đề làm tiếng, về vấn đề làm tiếng, trước tiên là chúng ta phải tắt cái băng tiếng này đi. Rồi ta chọn về tiếng đơn, bây giờ ta chọn một tiếng. Đó, sau đó ta muốn chia bàn phím hay là split, là để chia bên phần tay trái, ta chọn tiếng khác chẳng hạn. Đó. Rồi ấn thêm một lần nữa là chồng tiếng, là đua. Đó, bây giờ chúng ta có thể là cân chỉnh cái volume lớn nhỏ của hai tiếng này khác nhau. Đây là up 1 là tiếng 1 và upper 2 hoặc là lower là chia tay trái. Bây giờ ta tắt thử tiếng chồng thứ hai, vino, tăng cái này lên. Sau khi làm xong cái ta seal thì chúng ta phải nhấn giữ, ta ấn right. Sau đó đây ta enter, ta chọn là perform, enter. Lúc này ta có thể là đặt tên bằng cách chọn cộng trừ khi rời qua. Xong đó chúng ta enter. Và lúc này chúng ta sẽ chọn vị trí nào để chống. Nếu chúng ta để như này, chúng ta seal là sẽ mất cái tiếng đang có ở trên cái đàn. Đó, vị trí chống. Lúc này ta sẽ chọn enter lần nữa là nó sẽ seal vào vị trí này. Sau khi seal xong, bây giờ chúng ta bật banh tiếng lên. Chẳng hạn bây giờ ta chọn banh 9 đi. Đó. Nhưng mà nhớ là seal xong chúng ta mới lưu được. Rồi, banh 9 là gồm có cái gì? Bây giờ chúng ta muốn lưu lại vị trí nào thì ta nhấn giữ cái này, ta đè vô vị trí đó, nó sẽ seal vào đó.